Trưa 9 tháng 9, lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, xe bồn biển số tỉnh Khánh Hòa do ông Đặng Văn Lịch, 54 tuổi, trú xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chạy theo hướng Bắc, Nam. Khi xe bồn chạy trên cầu vượt tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn thuộc tổ dân phố Dinh Thành 1, thị trấn Diên Khánh, thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ móc biển số thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Bảo Nam, 52 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển theo chiều ngược lại. Sau va chạm, xe bồn tiếp tục tông vào xe khách giường nằm biển số tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Văn Tâm, 51 tuổi, trú ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định, đang chạy phía sau xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến tài xế xe bồn là ông Lịch tử vong tại hiện trường, nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn.